Nặng quá đi. May à, giúp cô Linda đeo luôn đi. Nè, Dạ. còn nữa hả? Là ai tặng vậy? Thì là của má tặng cho chị đó. Hai người không phải là hôm nay đã tặng rồi sao? Vàng là sự chúc phúc của trưởng bối dành cho hai người đó. Vậy vàng của con càng nhiều á thì gia đình nhà họ Long của chúng ta càng nở mặt nở mày thôi. Bà nói đúng đó. Liên à, con nghe lời đi, đeo nó lên đi. Cái cổ của con sắp gãy rồi đó bà, con có thể không cần đeo nhiều đến như vậy được không? Tất nhiên là không được rồi. Đeo nó lên, bên ngoài còn nhiều khách quý đang chờ con chụp hình đó. Chụp thôi, chụp thôi. Mai à. Dạ. Còn ai chưa chụp nữa vậy? Sếp Diệp, Lý Siêu Nhân, còn mấy hội viên của thương hội trung niên nữa. Tất cả họ đều là người bận rộn, đa số đều đợi trước bữa tiệc mới đến rồi. Vậy chị nhớ là đừng bao giờ tháo vàng ra đó nha, nếu không thì ngay cả phúc khí cũng sẽ bị mất hết luôn. Họ còn lâu mới đến thì chị còn lâu mới có thể tháo ra để nghỉ ngơi. Em đừng lo, hôm nay hoàn mỹ như vậy em nhất định phải giữ tâm trạng luôn tốt để làm cô dâu đẹp nhất. Đúng đó. Ok rồi, 3, 2, 1, cười. Rồi, thêm tôi nữa nha. Bác sĩ. Chúc mừng. Bác sĩ. Cảm ơn hai người nha. Candy, cô phải thi cũng cố tình đến dự tiệc nữa. Thì đó. Tôi đã hứa với cô mà. Chúc mừng cô nha. Cô đã trở thành vợ người ta rồi. Sắp tới lượt hai người kết hôn. Dù có chuyện gì tôi cũng phải đến dự. Công nghiệp. Tuy là Mary Hồng của cậu có một chút xíu khó chịu, nhưng mà cậu cũng phải đối xử với cô ấy cho tốt đó. Mary Hồng là để anh kêu sao? Giỡn thôi. Kêu bà cung mới phải chứ. Niệm. Hay là qua bên đó ngồi đi. Cũng là học được kiến thức mới đó. Không ngờ nước rửa móng, món đồ dễ kiếm nhất, có thể làm cho năng lực của mạ vàng bị bay màu. Nhưng mà con xem đi xem lại cũng không thấy được thành phần của nó. Không biết nó chứa cái gì ở bên trong hơn. Nào. Trường đại học dạy con sao vậy? Khăn giấy đây. Đúng thiệt là. Sao lại bay màu? Sao lại như vậy? Chú Căng, có phải đều là hàng thật sao? Vàng thật cũng bay màu hả? Là vàng thật. Cái con heo này là thật đó. Còn những thứ khác đều là hàng giả. Ba à, hèn chi hồi nãy ba với Triều Dĩ to nhỏ thì ra là về kho đảo cũ mượn đó hả? Nếu mua lại vàng thật hết thì có vẻ là mắc lắm đó. Chết rồi, lao không hết mấy cái màu. Mau giúp lao đi, Kim Thành An. Dạ, xịt mấy nước rửa móng này là được rồi. Đó,